Thưa quý vị, chính phủ Úc cho biết họ sẽ thực hiện một cuộc cải cách mạnh tay với luật truyền thông. Việc này sẽ làm giảm thị phần cũng như vai trò ngày càng lớn của các công ty công nghệ lớn như Google và Netflix. Nếu như Quốc hội Úc thông qua dự thảo luật cải cách luật truyền thông lần này, thì đây sẽ là một thắng lợi trong một thời gian dài của các công ty truyền thông lớn tại Úc. Việc này sẽ cho phép các công ty này gia tăng thị phần của họ tại Úc. Dự thảo luật lần này sẽ là một đòn đánh mạnh vào những đế chế công nghệ lớn như là Netflix hay là Google. Đây sẽ là lần đánh giá đầu tiên về quyền lực của Google và Facebook và các nền tảng truyền thông xã hội khác, chẳng hạn như tác động của họ lên truyền thông gồm vấn đề về bản quyền, vấn đề chi phối thị trường và làm thế nào chúng ta nâng cao vị thế của các đơn vị truyền thông trên thị trường. Hãy nghĩ xem, chính các bạn, với vai trò là người tạo ra nội dung, lại đang bị Google và Facebook sử dụng nội dung đó, và đó là vấn đề chúng ta cần giải quyết. Bên cạnh đó, nếu luật sửa đổi này được thông qua, các kênh truyền hình cũng sẽ được phép mở rộng hoạt động của mình để tiếp cận với 75% dân số còn lại. Truyền thông tại Úc đang rơi vào khủng hoảng. Google và Facebook đang lấy đi khoản doanh thu hàng năm từ quảng cáo trị giá tới 4 tỷ đô la Mỹ của truyền thông Úc. Đây là một vấn đề lớn. Và để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần những biện pháp can thiệp cần thiết. Các đơn vị truyền thông cũng muốn có thể củng cố thị phần của mình nhiều hơn.